Chào tất cả các bạn của kênh Mẹ Mìn Tập Lục. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một loại nước giặt mới mà mình đã mua về sử dụng tại tiệm giặt ủi Bá Hỷ của mình á, khoảng độ chắc có lẽ gần tuần nay. Đó là nước giặt của hãng Ariel các bạn, nước giặt dành cho cửa trước. Nước giặt có cái tên là hương sen và hoa nhài. Hoa nhài tức là hoa lài đó các bạn. Tức đây là một loại nước giặt mà có cái thêm cái hương liệu, cái mùi tạo mùi đó, hương liệu tạo mùi, hương hoa sen và hương hoa nhài. Đây là nước giặt chứ không phải là nước giặt và xả. Cái bình của nó là 3 lít, đúng 3 lít các bạn. Đúng 3 lít. Đây, mẫu mã bao mì mới. Thì cái bình này thì giá nó là 192.000 đồng. Tức là 3 lít mà 192 thì nó tự trung nó khoảng độ là 64.000 đồng một lít. Thì nó sẽ cao hơn cái các loại nước giặt bình thường khoảng độ tầm khoảng độ 10.000 đồng một lít. Đây là một cái loại thiết kế dành cho máy giặt cửa trước. Nó có công thức rất là ít bọt. Sẽ rất là thích hợp cho máy giặt cửa trước để tránh cái trường hợp là máy bị trào bọt nhiều, các bạn sẽ hư những cái bản mạch ở trong cái máy giặt cửa trước. Đó. Thì đây là cái nước giặt các bạn, nó có màu hồng. Màu hồng rất là đẹp. Và sau khi giặt á, thì cái mùi á, thì mình nghe được á, là cái mùi thoang thoảng. Nó cũng không hẳn là hoa sen mà nó cũng không đi về hoa nhài tức là hoa lài. Nó trung tính giữa hai cái loại hương đó. Thực sự giữa hoa lài và hoa sen á, thì hoa lài hay là hoa nhài thì cái hương của nó đậm hơn. Chứ còn thực sự là hoa sen á, các bạn muốn nghe được cái mùi hoa sen là các bạn phải chỉ có ban đêm bạn mới nghe được thôi. Mà ở trong một cánh đồng kìa. Chứ còn một cái bông sen đôi khi bạn cũng không nghe được cái mùi gì. Nhưng mà hai cái mùi này họ trung hòa lại với nhau thành cái hương liệu. Nó ra một cái mùi hơi thơm giống như cái mùi dầu gội đầu. Có thể chúng ta dầu gội đầu hay sữa tắm á, chúng ta tắm xong chúng ta có cái mùi nó giống như vậy đó, đại thể. Nhưng mà chúng ta nghe kỹ thì chúng ta sẽ phát hiện ra được cái mùi hoa lài ở trong đây. Thì thực sự ra đối với những bạn mà hay là những ai á bị dị ứng hoặc là không thích những cái mùi nước xả mà nó gắt gỏng á. Tại vì có rồi nhiều người thích sử dụng nước xả nhiều để cho ra cái mùi nồng nặc lên đó các bạn. Mà ai bị dị ứng cái đó hoặc là không thích thì có thể sử dụng cái này. Cái này thực sự nó là nước giặt nha, chứ không phải là nước giặt xả. Nhưng nếu các bạn sử dụng cái này ở trong đây, ở trong lúc quá trình các bạn giặt rồi, thì các bạn cứ cho thêm một lần vũ và cho thêm một lần xả bình thường là các bạn có thể đi sấy đi phơi để mặc được rồi. Mọi người sẽ thắc mắc là nếu như vậy thì quần cái áo làm sao nó mềm hay là như thế nào đó. Các bạn không có lo. Thứ nhất là cái công thức của cái loại nước giặt này á, là nước giặt dành cho cửa trước nói chung thì tất cả đều có cái tính năng là ít bọt. Cho nên sau khi giặt, hết cái chu trình giặt nó xả nước ra và nó vắt á, thì cái bọt nó cũng đã không có còn được bao nhiêu hết. Và chúng ta có một lần vũ ở giữa và sau đó chúng ta một lần xả nước nữa, thêm nữa, tức là tổng cộng trước sau chúng ta có 3 lần. Thì cái những cái bọt ở trong đây nó cũng đi ra hết rồi với cái lực quay ly tâm của cái lòng giặt. Đó. Và ai không thích cái mùi của nước xả phải thêm vô hay là không thích cái mùi nồng nặc quá, thích thoang thoảng nhẹ nhàng thì có thể sử dụng cái này nè các bạn. Cái Ariel này nè. Cái Ariel bền hương này. Tức là cái mùi đó sau khi giặt rồi chúng ta đem đi phơi hoặc chúng ta đem đi sấy á, chúng ta nghe cái mùi nó rất là thoang thoảng và nó rất là dễ chịu. Tức là quần áo á, nếu chúng ta muốn thật sự muốn nghe, chúng ta phải để gần mũi á, thì chúng ta mới nghe được cái mùi hương của nó. Chứ nó không phải giống như là chúng ta sử dụng nước xả mà chỉ cần đi phớt qua thôi là một cái mùi nước xả nó ngập tràn cả một cái phòng luôn. Thì không phải. Cái này cái tông nó rất là nhẹ. Và nếu các bạn nào không thích mùi nồng nặc ha, đam mê quyến rũ gì đó, thì các bạn mua cái này về các bạn sử dụng. Ở trong cái nước giặt á, thực sự ra nó cũng có một cái chất làm mềm vải. Đó. Vì cái chất đó làm mềm vải, khi cái chất đó đi vô trong quần áo á, nó sẽ thẩm thấu vô trong quần áo, nó làm cái sợi vải mềm ra.
Và từ đó những cái hoạt chất bề mặt ở trong nước giặt hay xà bông hay là trong cái chất tẩy rửa nói chung bắt đầu nó mới phát huy tác dụng. Vì nó đã có được làm mềm cái sợi vải nó mềm và nó bung ra rồi nó dễ thẩm thấu những cái chất tẩy rửa, và sau đó nó làm sạch những cái sợi vải và từ đó cái quần, cái áo của chúng ta sạch. Cho nên là khi mà giặt rồi chúng ta có vũ hay có xả gì lại rồi thì các bạn vẫn thấy cái quần áo nó mềm, chứ nó không có bị cứng hay là bị thô ráp. Như vậy chúng ta cũng dễ mặc và cũng dễ ủi. Về cái hàm lượng và cái dung lượng các bạn sử dụng á, thì các bạn cứ tính làm cứ khoảng 4 cho tới 6 chiếc quần áo thì các bạn xài khoảng độ là 15 cho tới 20 ml nước giặt. Ha. Có thể các bạn không có cái cân để các bạn cân cân quần áo á, thì chúng ta cứ nhắm là cứ 6 chiếc áo các bạn cho 15 ml nước giặt. Vậy thôi. 15 cho tới 20 ml nước giặt là đủ cái định lượng để mà giặt rồi. Ha. Rồi. Hôm nay giới thiệu chia sẻ với các bạn tí xíu về cái nước giặt Ariel bền hương, hương hoa sen và hương hoa nhài, tức là hoa lài đó các bạn. Giá nó là 192.000 đồng cho 3 lít ha. Thì ai không thích cái mùi của nước xả thì các bạn có thể mua cái này về sử dụng. Còn nếu mà ai thích thêm nước xả sau khi giặt cái này rồi thì các bạn nhớ đây là cái loại nước giặt cái mùi nó nhẹ, nó ở cái tông trung tính. Cho nên nếu các bạn muốn xả nước thơm vô nữa thì mình có cái đề nghị là các bạn nên xài cái oải hương. Các bạn xài cái nước xả oải hương á ha, nước xả oải hương của Downy hoặc là cái nước xả kháng khuẩn làn gió mới. Đó, hoặc là hương nắng mai, là ba cái thứ đó nó hòa vô cái này thì nó ra một cái mùi rất là dễ chịu. Ha, tại vì chúng ta đang đi tìm cái mùi thoang thoảng thì các bạn nên sử dụng ba cái đó. Còn nếu các bạn nào mà khoái nồng nặc quá đó thì các bạn cho mấy cái mùi kia thực sự trong trời nắng rất là khó chịu. Nhưng mà mình đã thử rồi, hương nắng mai, làn gió mới và hoa oải hương là ba cái đó nó lại đi được với cái tông của cái nước giặt Ariel bền hương, hương hoa sen và hương hoa nhài này. Rồi, tí xíu chia sẻ với các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem clip của kênh Mẹ Miệng Tập Lục và Tiệm Giặt Ủi Ba Hỷ nha, 248 Phạm Ngũ Lão, phường 7 Gò Vấp. Xin chào và xin hẹn gặp lại.